Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương. Cùng dự có Ủy viên Dự quyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Hôm nay ngày 30 tháng 8, Đà Nẵng ghi nhận 54 ca mắc mới COVID-19, giảm gần một nửa so với ngày hôm qua. Trong đó có 22 ca đã cách ly tập trung, 9 ca cách ly tại nhà, 17 ca bệnh trong khu phong tỏa và 6 ca phát hiện qua xét nghiệm hộ gia đình. Toàn thành phố hiện có 161 điểm nóng đang được các địa phương phong tỏa cứng. Trong đó tại quận Cẩm Lệ và Thanh Khê vẫn còn một số điểm nóng phát sinh ca bệnh. Tổng số lượt người xét nghiệm hôm nay hơn 130.000 lượt, tăng hơn hôm qua nhưng số ca mắc giảm. Các địa phương đã vượt chỉ tiêu xét nghiệm hộ gia đình với gần 251.000 người. Đến nay có 7 xã phường được xác định là vùng xanh khi không có ca mắc cộng đồng trong liên tiếp 14 ngày, gồm các phường Hải Châu 2, Nam Dương, Phước Ninh, quận Hải Châu, An Hải Bắc, quận Sơn Trà và các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các biện pháp phòng chống dịch ngành y tế và các địa phương đã triển khai những ngày qua, đặc biệt là số xét nghiệm tăng và F0 giảm dần, từng bước tăng thêm vùng xanh. Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục kiên trì các biện pháp. Và đặc biệt là tôi nói lại là không được chủ quan, lơ là. Ở những cái thời điểm như thế này là đòi hỏi là công chí phải tiếp tục siết chặt các cái biện pháp kiểm soát. Và để chúng ta ngăn chặn bằng cách tốt nhất thì chúng ta mới có cái nguy cơ thoát được cái việc, chúng ta mới có khả năng thoát được cái nguy cơ là nó tăng trở lại. Nhất là tôi đề nghị hiện nay có hai cái vấn đề lớn mà chúng ta đang phải tập trung giải quyết. Một, đó là ở trong các cái khu kiệt hẻm. Thứ hai là ở trong các cái khu chung cư. Thì tôi đề nghị các đồng chí phải tập trung các cái biện pháp, nhất là đối với Thanh Khê, Hải Châu và Cẩm Lệ, là phải tập trung các cái biện pháp để khống chế và ngăn chặn ở các cái khu vực này. Đồng thời ở tất cả các cái khu vực cách ly tập trung, tôi đề nghị là các đồng chí phải tuyệt đối siết chặt để không làm hạn chế cái phát sinh các cái ca nhiễm mới ở các cái khu vực này. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các địa phương, nhất là xã phường, tăng cường kiểm tra địa bàn để kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh cũng như nắm bắt tâm tư, kiến nghị của người dân. Các địa phương thường xuyên cập nhật các thay đổi về vùng đỏ, vàng và xanh để thông tin cho người dân được biết, đảm bảo hỗ trợ cho người dân kịp thời, thực hiện nghiêm việc xét nghiệm định kỳ cho thành viên ban điều hành khu dân cư và lực lượng shipper. Đề nghị ngành y tế tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Tập trung hoàn thành cái việc tiêm cho lực lượng tuyến đầu. Đồng chí phải rà soát hết lại các lực lượng tham gia tuyến đầu, đặc biệt là cái lực lượng trong ban điều hành ấy, người cao tuổi trên 75 tuổi cũng chưa được tiêm chủng, thì tôi đề nghị là rà soát lại những cái đối tượng ưu tiên này để tiêm. Tôi nhắc lại là ở các thành viên của ban điều hành thì cần phải được tiêm sớm và tiêm đầy đủ ngay trong đợt này. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý số ca mắc có giảm nhưng nguy cơ vẫn rất lớn nên tuyệt đối không lơ là chủ quan, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch cho kịp thời với thực tế dịch bệnh. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái khu phong tỏa, khu cách ly thì nó vẫn còn những cái ca hàng ngày nó cũng có, cho nên là đề nghị các đồng chí chúng ta tiếp tục quản lý chặt các cái khu này, vừa tăng cường kiểm tra nhưng mà tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào những cái khu này để chúng ta tăng cường giám sát, truy vết hết tất cả những cái F1 và F liên quan như các địa phương vừa trao đổi đó. Chúng ta cũng chưa biết là cái nguồn gen từ đâu, nguồn lây từ đâu. Chúng ta không được phép là bỏ sót bất kỳ một cái nguồn lây có nguy cơ nào mà thì rất là nguy hiểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị tập trung xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng giấy đi đường được cấp để di chuyển trái quy định, thống nhất chủ trương giao các quận huyện lựa chọn doanh nghiệp để hỗ trợ người dân sửa chữa dân dụng điện nước. Các quận huyện thường xuyên cập nhật về thay đổi các vùng đỏ, vàng và xanh trên địa bàn để người dân được biết.